Rồi hôm nay chúng ta sẽ học sơ qua một số kiến thức căn bản về cái đọc khí quản của một trường hợp tràn dịch màng phổi, tràn dịch khoang màng phổi, từ chính xác là như thế. Nha, tràn dịch khoang màng phổi là gì? Có sự hiện diện của chất lỏng, một cái chất lỏng nào đấy ở trong khoang màng phổi. Chất lỏng này có thể là thanh dịch, đúng chưa? Có thể là dịch có nhiều protein, đúng chưa? Có thể là máu, có thể là mủ, có thể là dưỡng chất, vân vân. Nói chung nó là một chất lỏng, đúng chưa? Vậy thì làm sao trên cái phim huyết quang này chúng ta có thể chẩn đoán được cái tràn dịch màng phổi? Nha, thì cái tràn dịch màng phổi đấy được gọi là tràn dịch màng phổi. Khi có đọc cái phim huyết quang thường nguyên, chúng ta kết luận là có cái tràn dịch màng phổi khi nào nó thỏa mãn ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó phải là có cái đậm độ của dịch, đúng chưa? Này đơn giản, đậm độ của dịch là gì? Là nó màu trắng, trắng trên cái phim. Hai là nó khí đâu phải nha. Thứ hai nữa là nó có hiệu ứng khối, tức là nó sẽ làm tăng thể tích ở trong cái khoang màng phổi đó ra, cho nên nó sẽ đẩy trung thất nha ra bên đối diện nha, nó đẩy cái phần xuống dưới và nó làm giãn nở các khoang liên sườn, đúng chưa? Nó tạo ra cái hiệu ứng khối. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là nó tuân theo nguyên tắc của trọng lực. Động lực là sao? Nghĩa là nó tập trung càng xuống thấp thì nó tập trung càng nhiều nha. Càng xuống thấp tập trung càng nhiều, thế thấy định hình nó sao là nó càng trắng, hiểu không? Càng xuống thấp tập trung càng nhiều, cho nên ở phần dưới của lồng ngực, của khoang màng phổi thì nó sẽ cắn nhiều hơn là phần trên ha. Cái đó chúng ta phải nhớ rõ ba tính chất đấy để chúng ta chẩn đoán phân biệt với một số tổn thương cũng có tạo ra cái hình mờ, nghĩa là cái màu trắng trên cái khoang phổi. Ví dụ xẹp phổi, xẹp đá phổi thì sao cũng mờ 1/2 dưới của lồng ngực, nhưng mà cái xẹp phổi thì nó sẽ gây ra giảm thể tích chứ không phải tăng thể tích, cho nên vì thế là tổn thành bị kéo lên cao, tim bị trung thất bị kéo về cái bên ngực. Trong khi đó tràn dịch thì sao, nó ngược lại, nó đẩy. Thứ hai nữa là xẹp phổi thì sao, nó không tuân theo nguyên tắc của trọng lực. Xẹp phổi và những tổn thương trong nhu mô phổi, ví dụ như là u phổi, dập phổi, áp xe phổi, xẹp phổi, nói chung là những tổn thương ở trong cái phổi đấy, nó cũng tạo ra cái hình mờ trên phim. Nhưng cái hình mờ đó nó tuân theo cái cấu trúc giải phẫu của phì phổi chứ không tuân theo nguyên tắc của trọng lực. Vì thế bạn nên nhớ là gì, chẩn đoán tràn dịch màng phổi là gì? Là hình mờ ở cái phần thấp của lồng ngực, một bên đó là một bên bị bệnh đó. Càng xuống thấp thì cái hình mờ nó càng rõ, nó càng chuyển sang màu trắng, nó có cái hiệu ứng đẩy là sẽ đẩy cơ quan xuống dưới, đẩy trung thất qua bên đối diện, làm giãn nở cái những khoang liên sườn. Nha, chúng ta thấy đây có gì? Đây có hình mờ ở 1/2 dưới của cái lồng ngực bên trái, đúng chưa? Đúng không? Và hình mờ này nó càng xuống dưới thì nó càng mờ nhiều hơn, nó càng cắn nhiều hơn, càng lên trên nó sẽ càng nhạt dần. Và đặc điểm là gì? Là cái giới hạn trên của hình mờ này, nó có cái hình ảnh một cái đường cong, ta gọi là đường cong Damoiseau. Đường cong Damoiseau đây. Và gì nữa? Nó có hiệu ứng đẩy, hiệu ứng chón chỗ, nghĩa là thấy bóng tim nó đẩy qua bên đối diện không? Thấy không? Thấy làm sao biết con tim nó đẩy? Bạn xem cái bờ ngoài của cột sống nè, con tim nó ra khỏi cái bờ ngoài bên phải cột sống là tới 3 cm, là coi như nó đẩy qua kia, đẩy đường thoát con tim sang bên đối diện. Khoa liên sườn có giãn rộng hơn không? Chúng ta nhìn rõ khoa liên sườn nó so sánh với bên đối diện, chúng ta sẽ thấy khoa liên sườn nó giãn rộng hơn. Thì đây là một trường hợp tràn dịch màng phổi lượng vừa nha, thể tự do. Và chất dịch nó lại gì thì cái thứ qua thường nguyên cũng không xác định được. Nắm được vấn đề chưa? Rồi, hiểu không? Cái này rất là dễ. Khó là chỗ là tràn dịch khu trú thì khó, chứ tràn dịch như thế này là dễ đọc. Có gì thắc mắc không? Rồi, quay lại vấn đề. Tại sao ở trong cái tràn dịch màng phổi nó có đường cong Damoiseau? Đường cong Damoiseau là một cái đường cong lõm lên trên ha. Và nó là cái giới hạn, trên cái phim nó là cái giới hạn trên giữa cái lớp dịch ở trong khoang màng phổi. Tại sao có đường cong đấy? Nha, tôi có tìm thử các tác giả Damoiseau là ai? Damoiseau là ai? Tìm chưa ra, bạn nào về làm cái chuyên đề đi.
Thứ hai là em thì lịch sử, sự hình thành cái đường cong D'Amelio, lịch sử của cái tác giả, người cái tên của cái tên của người đấy đã được đặt cho cái hình ảnh tên Ít Quang này. Nha, rồi để tôi lý giải luôn là tại sao lại có cái đường cong này trong đại dịch màu phổi. Có nhiều cách lý giải nha, thực tế nó có nhiều sách lý giải, nhiều cách khác nhau tắt hình tắt đi. Rồi, cái hình cắt ngang ta mới hiểu được. Nha. Thì cắt ngang ta sẽ nhìn cắt ngang, ta xem tiếp độ cắt ngang của lòng ngực. Nha. Và chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống dưới. Ngực đây, thành ngực đây. Nha. Rồi đây là cái phổi. Đây là thành ngực, đây là lá thành của phế mạc, đây là lá tạ của phế mạc, đây là nhu mô phổi. Dạ, đại khái cho hiểu. Đây là lớp dịch, đây dịch trong khoang màng phổi. Người ta lý giải thứ nhất mà cái này tôi thấy không nghe thuyết phục lắm là gì, là cái áp suất âm ở phía ngoài của khoang màng phổi nó lớn nhất. Đúng chưa? Tại vì sao? Tại vì cái lá phổi luôn luôn có xu hướng nó co cụm về phía rốn phổi. Rồi, cái phổi luôn luôn có xu hướng co về phía rốn phổi. Cho nên cái áp suất âm ở phía ngoài của khoang màng phổi nó lớn nhất. Vì thế cho nên nước nó bị hút lên cao hơn, cột nước hút lên cao hơn. Cái này nghe không thuyết phục lắm. Còn cách thứ nhì tôi nghe thuyết phục nhất là dựa vào quy tắc của Ít Quang, TX. TX. Các bạn biết là cái tia trung tâm khi mà chụp Ít Quang ngực đó, thì nó sẽ nằm ở giữa xương ức cái gì? Đúng chưa? Nằm giữa xương ức đúng không? Thì ngoại biên nó sẽ tỏ ra. Như vậy thì sao cái tia nào gần càng gần trung tâm thì cái quãng đường nó đi trong lớp dịch nó càng ngắn, còn tia nào càng ra ngoại biên thì cái quãng đường nó đi trong lớp dịch nó càng dài. Đúng chưa? Mà nếu nó đi trong lớp dịch càng dài thì sao nó sẽ càng mờ hơn, nó sẽ càng hơn. Vì thế trên cái hình phổi á, cái hình phổi đó ta thấy dễ một nửa bên thôi nha, lần ngược đây. Đây. Càng ra ngoài nó sẽ càng mờ hơn, nên ta nhìn cái tưởng tượng là cái đường cong đi qua cái lớp dịch nó lên. Thực chất là gì? Thực chất là cái lớp dịch nó ngang vậy, ngang rồi. Mà nhìn thấy nó lên đường cong. Tại vì sao? Tại vì càng ra ngoài cái khoảng đường mà cái tia đi trong lớp dịch nó dài quá, cho nên nó mờ hơn, nó trắng hơn. Đường từ mờ hơn có dụng nó trắng hơn, cho bạn dễ hiểu. Thứ hai dễ hiểu, hiểu vấn đề chưa? Như vậy thì sao? Vì vậy bản chất của cái lớp dịch ở trong khoang màng phổi này á, là nó cung một cao độ, nhưng cái tình hình Ít Quang nó có cái hình mờ, nó có giới hạn cong lõm hướng lên trên mà từ trong ra ngoài, thì là do gì? Là do cái có sự khác biệt về cái quãng đường mà cái tia nó xuyên qua cái lớp dịch đó, xuyên qua lớp dịch đó. Vậy nghe cái này nó dễ nghe, nó thuyết phục nhất. Cho nên là từ đây về sau bạn khi mà ai hỏi tại sao có đường cong D'Amelio thì bạn có thể lý giải hai cách. Một là này, hai là này. Cách này dễ nghe thuyết phục hơn. Cách này là một lý giải của một nhà Ít Quang học, còn cách này là lý giải của một nhà sinh lý bệnh, giải khoa học và sinh lý bệnh. Có gì thắc mắc không? Thôi để học sao. Cho nên qua thường nguyên chỉ biết là có dịch thôi, còn không phân biệt được thì đó là cái gì. Thôi là nghỉ.